Mr. BTS xin kính chào quý vị và các bạn. Sau hơn nửa tháng tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã lộ rõ mục tiêu chiến lược của quân đội Nga. Sau hơn nửa tháng tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine vừa vướng phải những vấn đề về công tác bảo đảm hậu cần chiến dịch, quân đội Nga bắt đầu di chuyển lực lượng thật trọng hơn và tiếp tục tiến lên nhằm siết chặt vòng vây quanh thủ đô Kiev của Ukraine. Đồng thời, quân đội Nga lộ rõ ý đồ chặn đường tiếp cận của Ukraine với Biển Đen và tấn công khu vực Dnipropetrovsk nằm ở trung tâm của đất nước. Dnipro hay Nepro Petrov là thành phố lớn thứ ba của Ukraine bên sông Nev và là thủ phủ hành chính của tỉnh nipro Petrov. Sau khi quân đội Nga đánh chiếm được thành phố chiến lược Kherson, nhưng có lẽ đó chỉ là bước khởi đầu và quân đội Nga hiện đang tiến vào mục tiêu chính ở miền trung của Ukraine. Nếu chiếm được Dnipro Petrov, quân Nga có thể cắt đứt toàn bộ đường tiếp tế của quân đội Ukraine ở miền đông Ukraine, và khi đó, quân đội Ukraine sẽ phải dựa vào nguồn tiếp tế từ khu vực phía Tây. Nếu quân đội Nga chiếm được Dnipropetrov, thì từ Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine ở phía Bắc và Crimea ở phía Nam, quân đội Nga hoàn toàn có thể cắt đứt giao tranh ở khu vực phía đông Donbass hoặc buộc họ phải rút lui. Konrad Muzika, một nhà phân tích quốc phòng của Rotan Consulting, Nói với phóng viên The New York Times rằng, nếu quân Nga chiếm được Nipropetrov thì quân Ukraine ở phía đông nếu không được rút lui kịp thời, họ có thể bị bao vây và quét sạch rất nhanh. Trên mặt trận phía đất phía nam thì có thể khẳng định đây là mặt trận mà các tướng Nga lên kế hoạch tốt nhất và cũng là mặt trận đã đạt được nhiều tiến bộ hơn trong nửa tháng đầu của cuộc chiến. Tại hướng nam thì quân Nga tiếp tục đẩy mạnh tiến quân về phía bắc Melitopol gần biển Azov và giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaropohin ngày 8 tháng 3. Các quan chức chính phủ của Ukraine trong khu vực cho biết, vào ngày 9 tháng 3, thì quân Nga đã nắm quyền kiểm sát một số thị trấn nhỏ gần đó. Các chiến lược gia của Điện Kremlin hiện dường như muốn tấn công đồng thời với ba lực lượng, lực lượng ở phía nam từ Crimea, lực lượng ở phía đông nam từ Kharkov và lực lượng dân quân do Nga hậu thuẫn ở khu vực Donbass. Tuy nhiên, quân đội Nga đã gặp phải những mảnh xương rất cứng ở thành phố mảng à, Merupol. Đây là thành phố cuối cùng ngăn quân Nga hoàn thành việc bao vây và nối Luhan, Donetsk với Crimea. Trên mặt trận phía Bắc, thì quân đội Nga cũng đang bao vây ba thành phố chính Chernihiv, à, Konopol và Sumy ở phía Đông Bắc. Theo phân tích của cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Anh, điều này có thể mở đường cho quân đội Nga tiến vào khu vực phía Đông của Nef. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Chiến tranh của Mỹ, có trụ sở tại Washington, cho đến nay mọi nỗ lực của quân đội Nga nhằm chiếm giữ Chernihiv đều thất bại và cuộc tiến công từ San Sumy qua các khu vực ít dân cư gặp ít sự kháng cự của quân Ukraine hơn. Trên hướng mặt trận của Kyiv thì quân Nga tăng cường pháo kích vào ngoài ô thành phố. Hiện nay thì hành lang sơ tán dân của Kyiv thoát khỏi thành phố về hướng về miền Tây và đã được Nga đồng ý. Tuy nhiên, cũng chưa biết Nga sẽ đóng sập hành lang này bất cứ lúc nào. Vào sáng ngày 12 tháng 3, nhóm phóng viên quốc tế của CNN ở Kiev đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Phóng viên Klasia Watt đã mô tả đó là những tiếng nổ lớn không ngừng ở khoảng cách xa, kéo dài đến vài phút, nhưng không rõ tiếng nổ này là hoạt động quân sự của Nga hay của Ukraine. Hiện giao tranh vẫn tiếp diễn ở ngoại ô thủ đô của Ukraine. Chính quyền thành phố Kiev cho biết khu vực phía Bắc là nguy hiểm nhất, bao gồm các khu vực Bucha, Ibrin và Hostamel, cũng như quận Visoro xa hơn về phía bắc của Kiev. Giao tranh cũng leo thang ở Bovary, bên kia dòng sông Nép thuộc phía đông thành phố. Thị trưởng Kiev Vitaly Kisko cũng nói với CNN rằng nguồn bảo đảm thực phẩm và vật tư y tế chỉ có thể đảm bảo được trong 1 đến 2 tuần. Theo phóng viên CNN nhận định thì quân Nga có khả năng tấn công từ nhiều hướng, đã có những lo ngại về việc họ sẽ bao vây thành phố. Về tình hình phòng thủ thành phố thì phóng viên CNN cho biết lực lượng quân sự Ukraine ở khắp mọi nơi, họ đã bố trí các công sự phòng thủ dọc theo tất cả các con đường chính dẫn vào thành phố, đặt bẫy xe tăng khắp nơi. Và ngay cả khi quân Nga bao vây thành phố cũng sẽ rất khó khăn mới có thể chạm đến trung tâm của Kiev. Viv trên thực tế đã trở thành thủ đô của miền Tây Ukraine. Rất có thể quân đội Nga bước vây Kiev và chiếm tỉnh Dnipropetrov ở miền Trung, chiếm thành phố cảng chiến lược Odessa ở miền Nam, cắt đôi Ukraine và biến Ukraine thành quốc gia không biển, và khi đó, chiến dịch quân sự đặc biệt của quân đội Nga mới kết thúc. Trên đây là một vài thông tin về chiến sự ở của Nga ở Ukraine. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.